Hello everyone, xin chào cả nhà. Gì ông sợ? Hôm nay mình sẽ dọn cái khu vườn trước nhà của mình nha. Mình có trồng một cái cây thông này mà hiện tại bây giờ nó đã si hay là nó lão quá gì mình không biết. Mà quanh chê nó không chỉ là xấu mà nó chê xấu quắc luôn, cho nên hôm nay mình phải tiễn nó đi để mình trồng lại cái cây khác. Và thêm một cái cây này nữa, cái cây này cây lá nó cũng bị si hết rồi. Hồi mới trồng nó đẹp lắm, nó đẹp lắm mà nhưng mà nó ra bông một năm cái là bắt đầu nó bị si. Cho nên mình cũng sẽ tiễn nó đi luôn. Và phía bên này là cái cây jingle. Còn bên Trồng nó thì nó tốt lắm. Nhưng mà bị nắng 110 mấy độ nó cháy hết nửa cây luôn quý vị. Cho chết nên nó tới sắp đây. chết thì nó còn có chút chứ à. Nó cũng ra tược nhưng mà mình nghĩ chắc nó sống không có nổi đâu. Cho nên mình phải cũng sẽ tiễn nó đi, mình trồng lại cái cây mới. Và đây là cái cây bông mà Quanh muốn trồng nè quý vị. Nhìn mình thấy cái bông nó không có giống như những cây bông khác mà cái bông nó màu xanh với hơi vàng vàng. Nhìn cũng khá đẹp, lạ lắm. Và cái cây kế bên là cái cây rau má mới mình mua nè. Mua cái mới đó hả? Nó kêu là cây tiếng Mỹ, nó kêu là Jingle. Butterfly wrinkle. Butterfly Jingle. Cái lá nó giống hệt cái lá rau má, cho nên mình kêu cây rau má chứ mình không biết cái dịch nó làm sao nữa. Trồng cây xuống thì dễ quá vậy, nhưng mà bứng lên mới là khó, cho nên mình phải có đúng cái dụng cụ của nó mình mới bứng ra nổi. Mình cái cây sào ben này mình dùng để hồi trước mình dùng để làm hàng rào, đào cái lỗ cột của hàng rào đó, nhưng mà dùng nó để đào cái rễ cái cây đồ mình trồng mình cắt mình đào nó lên dễ lắm. Có không không đúng cái dụng cụ mình làm mệt lắm ạ. Trước tiên mình cũng phải dùng cây cưa mình cắt cái cây thông xấu xí này đi trước mới được. Hồi đó mình trồng nó nhỏ xíu à, nó cũng tốt lắm mà giống như nó hồi năm rồi cũng nắng quá hay sao đó nó cũng bị chết luôn à. Bị chết sắp hết luôn. Cho nên bây giờ mình phải cắt thôi. Cắt xong mình mở đây luôn. Mình sẽ tiễn nó gọn gọn bớt. Chắc anh để ngoài này đi, em để trong đó nó chết lá trong cỏ dại. Cuối tuần làm trả tiền gấp đôi nha. Trả gấp đôi đó, bỏ vô thùng phải không? Ai giữ tiền là người đó trả tiền phải không? Người nào mướn là người đó trả đó. Anh muốn em hả? Anh muốn em đó cho nên hồi phải trả tiền đó. Bữa nay tính rẻ rẻ thôi, 30 đồng giờ. Ba chục đồng giờ tiền đâu trả. Thì cuối tuần trả gấp đôi mà. Ôi cái cây thông này nó thơm ha. Thơm hả? Sao hồi nãy không cắt nó gọn bớt em bỏ vô. Ủa vậy hả? Hay lắm á. Đâu nãy không nói rõ giờ nhét vô rồi. Cắt cho nó nhỏ xuống hả? Thôi mà lỡ bỏ rồi lỡ nó luôn nha, không sao. Đừng trừ lương nha. Làm sai trừ lương giống như hồi trước ở đâu mình coi trong phim rồi. Làm những viên với làm sai họ trừ lương. Trước kia mình chắc mình sắn cái gốc chứ. Trời ơi cái gốc nó bự kìa. Wow. Đúng rồi, nghề làm nó dễ còn không có là xịn với nó. Cái lá này nó bén luôn, nó rất cũng nguy hiểm á, con nít nguy hiểm mà. Bây giờ mình nghĩ cũng nguy hiểm cho nên thôi cắt đi. Wow. Xong. Cái phần này nha, em xử nó đi. Em phải lặt lá đó hả? Em phải lấy cái tại vì cái này em cắt được nè, em cắt bớt lá thôi. Đi coi bữa nay làm vườn coi được nhiêu tiền, đủ tiền mua cây không? Thank you.
Anh trồng hai cây vô lỗ đó hả? Không, anh trồng đây một cây, chắc đây một cây, bên đó một cây. Ờ, một cây hả? Bông màu xanh. Đẹp chưa? Cây này nó nói là sống đời nè. Mỗi năm mỗi lên đúng không? Nói là sống đời. Ờ hả? Mà nó không quá, mình trồng thử đi qua mùa đông, tại cái thời tiết mình này cũng khó nói. Nhiều khi nóng quá nó cũng chết, hay lạnh quá nó cũng chết, mình đâu biết được. Thương mẹ không hả? Thương không? Giỏi. Mình phải cái rễ này mua gì nó quấn quấn vô là mình bứt bứt nó ra ngoài cho nó mọc cho màu. Cho nó nhảy vô màu, chứ mình để nó quấn trong đó nó lầu lắm nó mới tốt. Ôi có con ốc trên kìa. Ốc hả? Ở trong đây nè, kìa kìa nó bỏ kìa anh. Ủa con nó vòng vòng đấy nhiều. Vậy hả? Kiếm chỗ thả cho nó sống. Móc móc cái rễ nó cho nó đứt đại đi, nó không có chết đâu. Nên nó sẽ ra là rễ khác, nhưng mà không có móc nó ra là để nó quấn quấn cho nó lâu lắm nó mới mọc cho lên, nó phát triển được. Gỡ nó ra cho nó dễ bò. Ừ. Ngon lành nè. Trời ơi. Bỏ đất xuống, bỏ đất xong rồi bỏ chút. Cây này tới 5 nhánh nè anh. Cái cây đó có 4 nhánh nè. Cây này 4 nhánh nhưng cây này 5 nhánh, nhưng cây này nhỏ hơn cây này. Chụp hơn nè đi. Em xong rồi đó. Xong rồi hả? Ừ. Giờ ngồi hưởng thụ. Ngồi relax một chút đi. Mà cái cây kia cái nhổ lên dễ ợt nè, tại mới trồng. Ôi vậy hả? Nó để đâu có ăn dễ đâu. Để em dọn cái ống nước cho đi, hồi anh sắn cái gãi nữa. Dọn dùm cái ống nước đi. Cái bụi này bên rồi, anh ơi, cái bụi này nó cũng ghê quá, chắc cho nó lên đường đi. Nó là bụi cỏ mà. Vậy hả? Sao nó mùa nãy chưa bò lên nè? Không biết. Chắc nó năm nay lạnh quá cho nên nó cũng hơi chậm lên. Nhiều cây chết quá ha. Nãy nói cái củ mì mà không giống củ mì, nói giống củ phai mỡ rồi đúng không? Ừ. Giống củ phai mỡ. Em ra em nhìn thấy giống củ phai mỡ mà. Rồi bây giờ để mình bứng cái cây này vô cho quanh nó bán đấu giá quá gì. Kiếm cái chậu bán nửa rồi. Bán nửa giá, tại còn có nửa cây. À, đúng rồi, nãy em tỉa nó hết nửa cây á. Để coi cây này 60 mà, 60 mắc quá. Cái cây mới anh mua về có 83 đồng. 83 đồng. À. Không, tại cái cây này chậm mình chắc 10 năm nữa chắc cỡ cây đó. Cái cây này là một cái loại chậm lớn. Không, nó nói chậm lớn lắm. À. Ôi ôi, sao có nhiều con ốc nó ở trong đây á. Xong, quá. Mình bứng nó lên gì. Để đây đi, để tạm đây đi. Anh, con ốc bự kìa. Đập. Kìa. Anh ký luôn. Ốc sên. Bắt vô nướng đi. Bông đẹp mà. Ừ, có nhiêu đây hả? Ừ. Mà đúng rồi. Nặng lắm á, để đây vậy. Nhiêu đây 60 cũng được. Ây da, nặng thiệt. Nặng á. Cái này đây để nghiêng xuống mình rút nó kìa. Dạ. Yeah. Oh. Wow. Cái này cũng mở rễ ra nữa hả? Chắc đâu cần á. Cái này nó chưa có ăn rễ nhiều. Ừ, nó chưa ăn kìa, nhưng nó bung bung ra kìa. Cũng có rễ nè. Anh, mấy cái xanh xanh đó là phân bón đó, phân. Để cho cây tốt á, gỡ nó rớt mất hết. Đó, được rồi đó. Có chiều nào đẹp. Cái này nó chỉa nhánh ra nè. Cho nó ra. Nè. Này. À, nó chỉa đây đây ba nhánh nè. Xì lại hả? Quay nó. Đúng hả? Anh, khoan. Anh muốn đứng trong nhà anh nhìn cho đẹp hay là anh muốn đứng ngoài sân anh nhìn? Trong nhà. Trong nhà vậy hả? Mà trong nhà ngoài sân gì cũng vậy. Phải cả hai. Vậy đó. Vậy hả? À, vậy nè. Ở ngoài này 4 nhánh, trong này 2 nhánh. Thấy không? Đó, vậy đó. Hay là anh muốn cái nhánh dài này nó ở bên đây? Thôi ít thôi, nó vô đó mình mốt rụng lá quét xỉn luôn. Nó ở đây nè, để nó che nắng cho cái phòng này. Che nắng gì chỗ này. Rồi đó. Chỉnh đó nha. Rồi. Phải đặt xuống á. Người ta rửa xe xong người ta vô nhà luôn rồi kìa. Mình trồng cây chưa xong. Mình trồng cây mà mình già chuyện. Việc trồng cây vừa già chuyện. Họ rửa xe im gu luôn, không có tiếng nói luôn. Già chồng xịt nước, vợ lao lao rồi, im gu rồi, đâu ai nói chuyện đâu. Thôi, buồn, chơi vậy buồn quá. Đến nỗi con mình mệt vô nhà uống nước luôn rồi. Vô hết trơn rồi. Nó chạy vòng vòng chơi hỏi mệt, vô hết rồi. Vô hết rồi. Rồi xong rồi, hết, dạ. Hết ngã rồi. Hết lắc rồi. Để em bỏ cái 60 đồng vô đây cây. Bán lời nửa giá đó. Tạ
tại không rảnh chứ không anh đăng lên á, ai cần cho người ta lấy. Ôi trời ơi. Phải, anh phải sắn bớt đất. À. Để vô đây đi, để qua ngoài này. Wow. Đã nhờ. Cắt bớt đất. À. Nhắc lên nhắc rồi nhắc lên. Nó rớt hết đất là nó chích vèo. Em vịn cây ra đi, anh sắn đi ta không lật. Mình có chỗ nào mình trồng nữa không? Đâu có chỗ đâu trồng. Thôi mà chừa chỗ trồng cây ăn trái. À, trồng kiển cũng như dừa thôi chứ trồng nhiều quá cũng không vui, không có chỗ trồng cây ăn trái. À. Em vịn cái chừng nó rớt hết đất á. Rồi. Rồi, bỏ chưa vô. Chưa còn chút nữa. Bỏ dưới để nó tuột đất á. Đâu có tuột. Đau một mình. Đó. Nhắc cái xuống. Rồi, ai muốn lấy lại nhà mình lấy nha. Tặng Phi á. Tặng Phi. Tặng miễn phí. Cây này đẹp lắm, mà chậm lớn. Nhưng mà nó đứt cái đọt vậy không biết chừng nào nó mới lớn luôn. Nó sẽ ra nhánh thôi. Ra nhánh thôi chứ nó không có lên thẳng cái đọt thẳng nữa, nó không mất đẹp. Cho nên mình phải mua cây khác, tốn tiền mua cây khác vậy đâu quý vị. Tại vì nó mất cái đọt là nó không còn đẹp, nó sẽ tỉa nhánh không mà nó không có lên cái đọt nữa. Rồi cho nó bán lại 20 đồng thôi đó. Rẻ vậy hả? Đúng rồi. Làm vậy kỳ không? Em bán 60, anh bán 20, ít ra anh bán 30. Cho em đỡ quê chút. Nãy em nói gì? Cho, nãy em nói cho mà. À, thì nói không ai mua hết thì nói cho. Ủa cái này cũng là cái bông của anh nè. Rồi ơi, mới dẫm lên này. Từ lương, từ lương. Không nghe chưa? Nghe gì mà lùng bùng tại nghe không được. Tự nhiên gió thổi không nghe chưa? Nó đổi thừa chứ bay kìa, máy bay nó bay ngang ngon nghe đúng rồi đó. Đúng rồi, bữa nay trời đẹp, có máy bay bay nữa. Còn cây sẵn là mấy cái này nó dơ trơn rồi, muốn trồng đâu đào lên trồng luôn. Đào luôn hả? Ừ. Thôi mày để đi vô nghỉ mệt đi, xong rồi ra anh tính nó sao? Vậy hả? Tưới nước không? Hãy chút đi để trồng xong cái hả rồi. Ừ. Rồi nghĩ cái tưới nước nó thế nào. Mai mưa rồi. Cũng phải tưới cho người ta ăn miếng chứ. Nhưng mà anh cũng phải dễ phân người này tưới. Ok. Coi như là trồng cây vậy đại khái vậy là xong đó quý vị. Vì bây giờ chờ nó lớn lên để mình ngắm nó thôi. Chắc năm sau nó mới chắc nhiều. Chắc cả năm sau nó mới có bông nhiều. Ừ. Còn cái cây này nó là lạ, mình nó mọc, cây này chắc cũng mọc dữ lắm á. Chưa gì hết nó mọc được một lùm nè. Cây này là con. Giống như nó mọc bụi vậy. À. Nó có nhiều cây con rồi. Để mình kiếm cái chỗ khác mình trồng, tại đây nó có hai cây rồi. Cái một cái giống này là một cái giống khác nè. Những cái giống khác. Cái lá này bự. Cái lá bự hơn. Xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.